Ok. Thì các bạn với cái bài này á thì các bạn phải biết là mình sẽ tương tác với các thẻ. Bây giờ như này nhá. À, câu chuyện của mình sẽ mình nhấn thêm cái ở dưới nó thêm vào đúng không? Rồi. Thì đôm của mình ấy là mình sẽ có là gì đấy ạ? À, mình sẽ phải một là mình coi các cái phần tử các thẻ của mình là nốt. Ok không ạ? Gọi là nốt. Thì nếu như xét cái bài toán này nè. Nếu như cô coi những cái này là nốt hết thì các bạn sẽ thấy nè, thẻ bất tần này nó là một cái nốt, cô phải click chuột, cô phải tác động vào cái, tức là khi cô click click chuột vào cái thêm này nè thì có phải là cô phải tác động lên cái bất tần này đúng không ạ? Thì bất tần này là một nốt. Thì bây giờ cô sẽ phải lấy được cái iPhone 9 và 2.700 đô này đúng không? Mà muốn lấy iPhone 9 này thì cô phải biết là à, cô phải ra khỏi cái nốt này, và ra khỏi cái nốt này thì tôi sẽ lấy được cái nốt cha của tôi đúng không? Thẻ TD, tôi phải lấy được cái thẻ TD. TD là cha của bất tần. Xong đó thì cô lại phải lấy nốt anh em đúng không? Mình có mối quan hệ giữa các nốt mà, nốt sibling đúng không? Hoặc là các bạn đi con đường khác, các bạn vào ra hẳn cái thẻ TD là cha, à thẻ TR là cha của thẻ TD. Đúng không ạ? Xong rồi tôi xuống lấy con của ông thẻ TD, lấy hai anh này là hai anh con. Là tôi sẽ lấy được iPhone 9 và 2007. Ok không? Đó là cách để tôi truy xuất các nốt. Rồi, hoặc là các bạn có cách thứ hai. Các bạn có thể coi mấy cái này là cái element. Cái này là một cái element thẻ. Thì cả cái này nó là một cái object. Có hai cách nha các bạn. Nếu là nốt thì các bạn sẽ đối xử nó như là nốt, và các phương thức với nốt nó khác nhau. Nếu như nó là object, là cái đối tượng, thì các bạn sẽ có những cái hàm làm việc với đối tượng khác nhau. Được không ạ? Thì các bạn có cực kỳ nhiều cách. Một là các bạn sẽ truyền hẳn mỗi cái này, các bạn để một cái ID, cái mã. Các bạn truyền cái mã nó vào. Từ cái mã này các bạn có thể lấy được các cái con của nó thoải mái. Được chưa? Có nhiều cách để các bạn tương tác. Rồi. Hoặc có một cách khác. Các bạn để ý đây là table. Ok không ạ? Đây là table bảng. Thì cái này có phải là một row của nó không? Một dòng. Và cái dòng này là cái dòng đầu tiên. Thì các bạn đang ở đâu thì các bạn truyền truyền cái vị trí cái dòng của cái đó đúng không ạ? Thì tôi có cái row, cái dòng, và từ cái dòng này tôi sẽ lấy cái cell. Cái này là cell 0, cell 1, cell 2, các cái cell, các cái ô của nó chính là các cái cell. Và các bạn làm việc với DOM nhưng mà là table, hiểu không ạ? Là table. Vậy thì cô chỉ cần truyền cái vị trí của dòng thôi. À, nhưng mà trong cái trường hợp này á, cái dòng không đổi thì không sao, dòng đổi là có vấn đề á, hiểu không? Đổi dòng cái là nó có vấn đề. Ok không ạ? Rồi, vậy thì các bạn nhìn nào, các bạn có thể làm bất kỳ cái gì, có thể là đây, cô chỉ cho các bạn vào các bạn tìm ha. Đây, W3 School, các bạn vào reference tra cứu thì nên vào reference, các bạn vào HTML DOM reference đúng không? Đấy, các bạn search cho cô chữ table. Đây, các bạn click click vào table. Ok. Đó, các bạn thấy là mình lấy được table rồi, thì mình có thể lấy được row. Đấy, mình có thể biết được table để có bao nhiêu dòng. Mình có thể insert thêm một dòng mới. Xóa dòng. Đúng không? Insert một ô gọi là cell, có thể xóa cell, à và có thể đếm được có bao nhiêu cột, mỗi cái đấy là một cái cell đấy. Ok chưa? Còn nếu mà làm việc với nốt thì các bạn sẽ làm việc với element. Element đây, làm việc với nốt thì các bạn sẽ làm việc với element. Đó, thì nó sẽ có những cái làm việc với nốt. Đấy ha.
Các bạn có thể được tạo một cái thẻ mới là các bạn dùng cái create element đâu rồi, không 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 có đây à. Rồi các bạn có thể làm việc với cái gì ạ, node node đây, có thể lấy được cái child node là các node con, có thể các con children đó, có thể lấy được append child, có thể nối được con, append append child có thể nối con. Tức là các bạn coi thẻ TR là một child thì bạn có thể nối con, nối vào, hiểu không ạ? Đấy, các bạn có đủ các phương thức và thuộc tính để các bạn làm việc với node. Thì nếu như coi nó là node thì các bạn phải sử dụng các cái hàm, tất cả mọi thứ liên quan đến node. À, nếu mà nó là một object, ví dụ các bạn đối xử nó như là table thì các bạn có những cái phương thức và thuộc tính làm việc với table. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ làm thử các bạn coi nó là table nhé. Đúng không ạ? Đầu tiên cái đầu thì cô lấy node, cái sau cô lấy table. Đây. Vậy bây giờ các bạn đã có sẵn cái hàm thêm này rồi, cho nên là cô sẽ lấy cái này để cô làm với các bạn luôn nhá. Cô sẽ tạo một cái file JS là lab 5 bài 2 chấm JS. Cô add cái JS vào. Ok. Cô add vào cuối cùng. Ok không ạ? Script. Đó, chấm sạc JS. Lớp 5 bài 2 nhé. Rồi. Cô chia đôi cái chia nửa vầng trăng ra nhé. Đó. Ok. JS một bên, HTML một bên nhé. Rồi bây giờ các bạn viết cái hàm thêm. Đầu tiên nào. Cái table đầu tiên cô đặt ID là ID cũng được, cái gì cũng được nhé. ID cho nó là danh sách mặt hàng đúng không? Ok. Một cái bảng để chứa danh sách mặt hàng. Ok, cô sẽ lấy nó ra. Và let gì cũng được nhé. Và let gì cũng được. Và danh sách hàng hóa đi ha. Bằng document chấm query selector. Cái query selector thì là như này các bạn. Query selector thì nó trả về một thôi. Nếu như mà selector trả có nhiều cái selector giống nhau thì nó lấy cái đầu tiên. Đúng không ạ? Còn query selector all thì nó trả về mảng nhé, trả về mảng, lấy toàn bộ các selector mà giống nhau. Ok không ạ? Còn query selector all là mảng, còn query selector là nó lấy, nếu mà giống nhau thì nó lấy phần tử đầu tiên. Hiểu không ạ? Nó luôn trả về một, nó luôn trả về một. Còn cái này là ID. ID thì đương nhiên nó một rồi. Cô thích dùng cái query selector hơn. Nó ok. Rồi. Vậy là cô sẽ có cái hàng hóa, đúng không? Ok. Rồi. Bây giờ các bạn có cái giỏ hàng nữa lấy luôn. Đây. Có cái giỏ hàng cart đúng không? Lấy luôn. Đấy, lấy luôn một lần. My cart đi ha, giỏ hàng. Đấy các bạn để cái này cô thấy là cart. Đấy, đó có hai anh như vậy. Được chưa? Rồi. Nhiệm vụ các bạn bây giờ là các bạn sẽ viết cái hàm thêm để làm sao khi tôi chọn hàm thêm, tôi click chuột thì nó sẽ add xuống cái cart. Ok. Bây giờ tôi viết cái thêm trước nhé. Function. Function thêm. Rồi. Các bạn lấy cái object, cô để là object luôn nhé. Với bản chất nó là object, một cái đối tượng. Rồi. Các bạn để ý nào. Tại sao cô để object? Bởi vì các bạn đang truyền vào một đối số mà là cái đít. Đúng không? Đang truyền vào cái đít. Cái đít là chính nó. Có nghĩa là gì? Nó chính là cái button. Cái đít là button. Tại vì cô đang ở, khi tôi chọn on click thêm thì cái đít nó chính là cái chỗ mà tôi đang click á.
thì nó chính là nút bất tần. Rồi, từ tôi đã biết nút bất tần rồi, bây giờ nhiệm vụ là tôi phải lấy cái iPhone và lấy cái này để đổ xuống, đúng không các bạn? Nha. Bây giờ nè, cô sẽ muốn lấy được iPhone thì cô lấy cha của bất tần. Vậy cô sẽ lấy là obg.parentNote, là nốt cha, đúng không? ParentNote là nốt cha, đúng chưa? Rồi, sau đấy cô lấy thẻ TD nữa. Tại sao cô lấy không lấy anh em? Lấy anh em cũng được, nhưng mà nó nhiều anh em lắm, thay đổi gì là tôi không biết. Tôi cứ lấy cha nó đã, đúng không? Lấy gì tùy mình. Rồi tôi lấy thiếp parent của parent, tức là cha của cha, là tôi đang ở vị trí TR, đúng không? Không tin, không tin thì tôi alert nó ra xem đúng không, có đúng là thẻ TR hay không nhá. Rồi các bạn, cách này cũng rất là hay để các bạn test nha. Có alert cái này, cái tôi kiểm tra xem cái parent node chấm node name nó ra cái gì nhá. Node name nó ra cái gì. Rồi chạy thử nào. Click cái. Có phải thẻ TR không? Đúng chưa? Thì cô đang ở vị trí thẻ TR. Rồi. Vậy cô có thể đặt cho nó một cái giá trị như sau. Let cái anh là row, hàng của tôi sẽ bằng anh này. Cái hàng của tôi sẽ là tôi có thẻ TR rồi đó. Đang có thẻ TR. Rồi, bây giờ cô muốn lấy cái thẻ TD thứ nhất. Thì các bạn nhìn nè, các bạn sẽ có hai cái hàm để lấy con. Một là child node có chữ S, child node, và hai là children. Các bạn test cho cô thử là cái child node khác children chỗ nào. Mặc dù nó là con nhưng nó khác nhau. Nha. Cũng có hai đứa, có hai cách để lấy con, nhưng hai con cách này sẽ ra hai giá trị khác nhau. Cô dùng children. Nhá, vậy cô lấy cái TD thứ nhất nha. Rồi, tên sản phẩm. Tên sản phẩm cô gán bằng này. Row chấm. Cô lấy children. Children là con đúng không? Con đầu tiên. Đúng không ạ? Chấm item. Không là con đầu tiên, là ra được thẻ TD. Xong cô chấm inner HTML hoặc inner text tùy các bạn. Có bạn nào phân biệt được inner HTML và inner text không ạ? Nó khác nhau cái gì ạ? Các bạn ghi chú cho cô này, các bạn về tìm hiểu cái children khác cái child node chỗ nào. Cái này tôi nhớ là mấy lần cú đêm cô nói rồi đó. Cái demo cái bài hoa hồng, hoa đào, hoa lan. Là cái deep nó có nhiều con hơn đúng không? Còn chia lần là cái con trực tiếp của nó luôn không? Chính xác. Thằng này nó chỉ trả về có 3 thôi. Còn thằng kia nó trả về một loạt đó. Cái này trả về nó phải trả về 7 đó. Hiểu không? Có thể trả về 9 đó. Tại vì trong bất tần nó còn nữa mà. Đấy, nó khác nhau lắm nha. Cho nên chia lần ok hơn. Rồi các bạn muốn biết lấy được chưa? Các bạn alert cái tên sản phẩm. Đó, hai cái này nó khác nhau. Ok, thử nha. Thêm. Cô phải lấy ra iPhone 9 không? Cô phải lấy ra Samsung chưa? Chuẩn chưa? Rồi, lấy ra Nokia chưa? Đấy. Tương tự, các bạn lấy ra được cái giá, đúng không? Đó, các bạn lấy ra được cái giá. Thì item 1. Đó. Ok chưa? Rồi, vấn đề khi thêm xong rồi, các bạn phải add nó xuống gì ạ? À? Cái bảng cart, giỏ hàng, đúng không? Rồi, bây giờ tôi viết một cái hàm add riêng. Viết chung ở đây cũng được, nhưng mà tôi tách ra. Tôi tách ra. Ok, bây giờ cô sẽ viết một cái function add nhá. Add. Đó. Được chưa? Add card. Ok. Trong cái add card thì tôi cần truyền cái gì các bạn? Tôi cần truyền thứ nhất
À, bây giờ cô sẽ không làm theo bài, cô sẽ bổ sung một tí là cô bổ sung cái số lượng vào. Ok. Nhiệm vụ cô chỉ cần bổ sung cái gì đấy các bạn? Tên sản phẩm nè. Giá nè. Số lượng đúng không các bạn? Số lượng. Đúng không? Ok. Rồi, bây giờ một cô viết cái hàm ẹt nhé. Thì ở đây các bạn, cái này thì cô không dùng nốt mà cô sẽ dùng cái đôm của cái thằng table. Cô đã lấy được cái card rồi, bây giờ cô thêm nào. Mỗi lần cô thêm thì cô sẽ add thêm một cái row. Đúng không? Đúng không? Insert row. Vậy tôi sẽ có là let new cái row mới sẽ gắn bằng là table của cô là my card đúng không? Chấm gì ạ? Insert. Insert row. Insert row thì phải có cái index ở đây. Nghĩa là tôi insert vào vị trí nào của row. Trong một bảng như vậy nó sẽ có là dòng đầu tiên sẽ là không. Dòng thứ nhất sẽ là gì đấy ạ? Dòng thứ nhất. Ở là dòng tiếp theo là một. Dòng đầu tiên là chỉ số là không. Dòng tiếp theo sẽ là một. Đúng không ạ? Thì giả tôi không biết là bảng tôi đang có bao nhiêu dòng. Hiểu không ạ? Tôi không biết là bảng tôi đang có bao nhiêu dòng. Thì để các bạn làm được các dòng đấy là các bạn sẽ làm như thế này. Đây. Đây, cách để các bạn làm các dòng như thế này. Cô chỉ cho các bạn cách như này nhé. Giả sử cô có một cái table. Giả sử như cô có một cái table. Cô có sẵn một row rồi. Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột. Tôi có sẵn một row rồi. Thì tôi add thêm row mới có phải là nó sẽ vào đây không ạ? Ghê quá. Tôi add thêm một row mới có thể nó vào đây không ạ? Đúng chưa ạ? Ok. Vậy thì cái index của row này là bằng cái gì ạ? Cô không biết được ở đây trên trên này có bao nhiêu row. Thì cô sẽ lấy có cách nào không ạ? Đây là không đúng không? Đúng không? Thì cái tiếp theo phải là một. Có phải cái một này bằng chính bằng độ dài của số row không? Có nghĩa là giả sử cái bảng đấy tôi có sẵn 5 row rồi. Thì tôi add cái row thứ 6. Thì index của nó là mấy? Tôi có sẵn 5 row rồi. 5 row rồi tôi add thêm một cái row thứ 6 thì index của cái row thứ 6 này là mấy? Là 5. Tại vì index nó bắt đầu từ 0 mà. 0, 1, 2, 3, 4. Có phải là cái thứ 6 sẽ là 5 không? Thì nó có phải bằng là số row của cái bảng này nó. Đúng không? Có phải row chấm len không? Hiểu không? Hiểu chưa? À. Thì có phải là cái index này của cô nó phải là bằng row chấm len không? Là bằng mycat chấm row có chữ S nha. Chấm len. Đúng chưa? Hiểu không? Hiểu không? Nghĩa là bảng này đang có hai row, sẵn hai row rồi. Tôi add vào row thứ ba. Thì có phải là cái vị trí thứ ba đấy, cái row thứ ba đấy là có index là hai không? Đúng chưa? Thì nó có phải bằng chính cái độ dài của cái chính bằng độ dài của cái bảng không? Số số dòng của cái bảng đó không? Đúng chưa? Vậy là xong. Rồi. Vậy là tôi new một cái row mới. Bây giờ nè, tôi new cái cell nha các bạn. Cell thứ nhất chứa tên sản phẩm. Bây giờ nè. Cái let cell 1 tôi sẽ gắn bằng là new row insert cell. Đúng không? Và cái thứ nhất insert cell cell 0 thôi. Khoan để cô coi lại nha, cô coi lại là mốc tròn hay mốc vuông nha. Tại vì cái này nó không biết là tròn hay vuông này. Đây. Insert. Đầu đầu. Tôi search cái table nha các bạn. Table đi. Đây. Quay lại table nè. Table thì nó có row. Trong row thì nó sẽ có cell. Mình coi coi nha. Có thể lấy item nè.
Từ từ. Ủa? Sao ta? Đây. Có insert cell nè. Đây, có insert cell nè. Insert cell nè. Ủa, nó. Rồi, chờ xíu. Đây. Insert cell móc tròn nha mấy đứa. Đây, insert cell móc tròn nè. Đúng chưa? Vậy cô sẽ cái cell đầu tiên, cô để cell 0 đi, các bạn đỡ bị nhầm nè. Sẽ bằng cái, hoặc là các bạn để cell sản phẩm tên được nhá, cell tên được. Hoặc các bạn để cell tên được, các bạn sẽ insert cell 0. Sau đấy các bạn để là cái cell 0.inHTML sẽ bằng là tên sản phẩm. Ok. Đúng chưa? Tương tự copy thôi. Mình sẽ có 4 cột. Theo các bạn tại sao lại có 4 cột ạ? À? Một cột là đầu là gì ạ? À? Tại sao có 4 cột các bạn? Tại sao có 4 cột ạ? À? Các bạn đoán thử coi ạ. À. Cell 1, cell 2, cell 3. Cột đầu là để cái gì ạ? À? Đúng rồi. Cột 2 để cái gì ạ? À? Cột 3 để cái gì ạ? À? Không, số lượng. Cột 4 để cái gì ạ? À? Đúng rồi. Vậy là nếu mà muốn hiển thị tổng thì sao ạ? À? Thêm cột nữa. Đúng không? Được không? Vậy mình thế là mình làm 4 cột, 5 cột. Đúng không? Được luôn. Mình thêm cột nữa. Đấy, là cột 4. Các bạn đã để cái nút xóa. Ok. Đó, cái thêm bao nhiêu cột là tùy các bạn thôi. Đấy không? À, cell 4. Rồi, ok. Bây giờ ta sửa nhá. Cột 1 nè. Là để giá. Cột 2 là để số lượng. À, cột tiếp theo là để số lượng. Cột tiếp theo là thành tiền là bằng giá nhân với. Giá nhân với gì ạ? Số lượng. Và cuối cùng là để nút xóa để sao? Có ai biết chỉ cho cô cái. Để nút xóa thì cô phải để sao ạ? Hả? Nút xóa là một cái button. Đúng không? Button đúng không? Nút xóa mà. Đúng chưa? Và chỗ này để là xóa thôi. Đúng chưa? Xong. Rồi bây giờ các bạn nhìn thử nhá. Nếu các bạn thêm lần đầu á thì các bạn sẽ để là, các bạn gọi đến cái add, cái hàm add, các bạn truyền vào nè, add card nè, truyền vào nè, tên sản phẩm, giá, số lượng, các bạn để số 1, add lần đầu các bạn để số 1, các bạn thử xem đúng chưa nha. Ok, chạy thử nha, back lại cái này, thêm, à iPhone, không ra, không ra thì sao ạ? F mấy ạ? À? F12 xem nó lỗi gì. Các bạn có cái len, à cái not read pro of null. Có lẽ là cái add card này nó sẽ ra một cái card là null. ID card. My card. Chấm len. Từ từ. Cái hàm thêm add card. Cái này đang null nè các bạn nè. Ủa? Cái này cô để row mà. Sao lại để row span vậy? Cái cô để row mà. Đúng chưa? Nhầm nhá. Rồi lại nè. Add xuống nè. Ok. Rồi thêm chưa? Đã thêm. Nhưng mà số 1. À cái này 2007 đô. Tại vì để đô. Đô thì không nhận được gì ạ? À? Đồ không nhân được. Bây giờ mình phải cắt chuỗi. Đúng không? Đúng rồi, substring. Chính xác. Vậy thì cái giá các bạn substring gì ạ?
với giá substring gì đó, giá bằng giá chấm sắp sắp cái gì ạ? Tôi phải bỏ cái dấu đô la ở đầu á, bỏ cái dấu đô la ở đầu á, vị trí thứ một hay thứ hai, sắp sutter hay là string. À, vị trí thứ mấy ạ? Rồi ok, rồi chạy đúng chưa, chuẩn chưa, thấy không? Ô sao trên này nhìn thấy rõ vậy? Rồi các bạn để cho cô cái width, cái width bằng 50% nha. Để cho nó dài dài xíu, nhìn cho nó dễ. Bây giờ các bạn cũng để width thằng 50% cho cô nha. Ấy, rồi, ok. Thêm. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Không chuẩn không được. Ok không ạ? Nhưng mà thêm cái nữa thì nó lại add thêm cái đằng sau nữa các bạn ạ. Đúng không? Các bạn đang bị vướng chỗ này không xử lý được đúng không ạ? Thêm cái iPhone 9 nó lại thêm một iPhone 9. Đúng chưa? Cái này phải xử lý các bạn ạ. Cái này phải xử lý. Được chưa? Rồi. Ok. Tiếp nào. Tiếp nha. Ổn không? Ổn không? Đây nè. Sắp stir nè, để số 1 vào thôi. Nó từ đầu nó cắt từ một vị trí một trở về cuối. Ok. Rồi. Rồi tiếp nha, tiếp nào. Các bạn có phải là mỗi một cái sản phẩm mình sẽ có một cái mã đúng không? Bây giờ mình coi như là mình đang làm cái này, mình coi như tên của nó là mã đi. Mã là nó không trùng nhau. Giả sử mình coi nó không trùng đi nhá. Để cô khỏi khỏi phải thêm trường nữa. Bây giờ nghe nào. Bây giờ các bạn muốn biết được, các bạn muốn biết được là cái sản phẩm đấy nó đã được add xuống chưa. Các bạn phải muốn biết được cái sản phẩm này đã được add xuống cái này chưa. Thì các bạn phải lưu nó vào một cái mảng. Không lưu làm sao tôi biết được, đúng không ạ? Không lưu làm sao tôi biết được. Nếu các bạn thêm với các bạn xóa này thì bình thường quá, đúng không ạ? Các bạn muốn hạn chế cái trường hợp trùng này á, thì các bạn bắt buộc phải lưu cái này vào mảng, lưu nó lại. Tôi sẽ có một cái mảng giỏ hàng. Ok không? Rồi các bạn nhìn cô xử lý nè, chỗ này mới là cái chỗ hay nè. Ok, cô sẽ lưu nó vào một cái mảng giỏ hàng. Nhìn nha. Đây. Cái này cô đặt cho nó là va giỏ hàng đi, bằng một cái mảng. Rồi. Vậy mảng này chứa cái gì? Mảng này cô sẽ chứa cái object. Thứ nhất là cô sẽ chứa tên sản phẩm. Thứ hai nữa là giá sản phẩm. Thứ ba nữa là số lượng của sản phẩm. Hiểu không ạ? Đấy. Thành tiền không chứa nha. Chứa số lượng của sản phẩm. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé. Vậy thì khi tôi thêm một cái mới. Đây các bạn nhìn nào. Cái này mới cái khó xử lý nha. Cô trước khi cô add card nè, cô sẽ thêm cái gì? Cô sẽ tạo ra một cái object và sp gắn bằng một cái object. Cô lấy tên sản phẩm, tên hai chấm, cô lấy là name ấy hả, hai chấm, cô để là tên sản phẩm phẩy, giá là có để price, giá là để giá,
và số lượng là quantity, cô để là số lượng, để tạm thời cô để là một, ok, hoặc là cô sẽ để một cái biến là số lượng đây, let số lượng bằng 1, và đây cô để quantity là số lượng, ok, được chưa? Đấy, và khi đó cô sẽ put anh này, à cô sẽ put anh này, cô sẽ put anh này vào mảng, tức là giỏ hàng chấm put. Các bạn biết cái hàm put chưa? Put cái anh SP này vào giỏ hàng. Và đồng thời các bạn nhìn nhé, cô có hai thao tác. Một thao tác đầu là cô put nó vào cái giỏ. Thao tác thứ hai là cô mới truyền đối số vào add cart để nó add. Đây, cô truyền cái sản phẩm này vào. Cô truyền cái sản phẩm này vào. Và tất nhiên là cái này nó bị sai. Bởi vì sao ạ? Cái này cô có một đối số thôi, đúng không ạ? Thế đấy, cô sẽ đổi cái đối số này lại nè. Cô không truyền ba cái đơn lẻ nữa mà cô truyền nguyên cả một cái object. Và object này gồm name, price và quantity, đúng chưa? Ok không ạ? Vậy cô sẽ xóa anh này đi. Cô để là OBG sản phẩm. Và đây thì cô cell 1 sẽ bằng là OBG sản phẩm chấm gì ạ? Chấm name. Tương tự với giá thì gì ạ? Chấm price. Và ở dưới này số lượng sẽ là chấm quantity. Và dưới này đương nhiên bằng hai anh kia nhân với nhau là gì ạ? Chấm price nhân với quantity. Rồi. Các bạn có thể lock, sau khi các bạn thêm vào các bạn có thể lock cái giỏ hàng này ra nhá. Đây cho các bạn nhìn thấy nè. Lock cái giỏ hàng này ra. Nhìn nhá. Cô F12 cho các bạn nhìn nè. Đấy. Đây. Thêm. Giỏ hàng cô có một cái rồi nhá, thêm tiếp theo. Giỏ hàng cô có hai cái. Thấy chưa? Bây giờ cô thêm một cái iPhone 9 nữa. Cô chưa xử lý nhá. Thì nó sẽ phải check nếu như name này có rồi thì nó sẽ không put vào cái giỏ hàng nữa. Đúng không? Mà nó tăng số lượng lên 1. Đồng ý chưa? Vậy bây giờ cô phải check nếu cái này nó có rồi thì cô phải for chứ, cô phải for cái giỏ hàng này. Nếu cái tên mà trùng, đúng không ạ? Tên có chưa? Tên có rồi. Mảng giỏ hàng có chưa? Có rồi, tôi search cái tên đấy trong cái mảng giỏ hàng. Nếu nó tồn tại cái tên rồi, tôi không put cái mới nữa mà tôi sẽ tăng cái số lượng quantity tăng lên 1. Hiểu không? Đơn giản vậy thôi. Ok không ạ? Ok. Được chưa? Rồi, tiếp nha. Đấy, mình xử lý tiếp cái chỗ này nè. Vậy là các bạn nếu nè, bây giờ mình sẽ có tên rồi đấy nha. Đây. Rồi, mình có tên nè. If mình, cô sẽ lấy cái giỏ hàng đầu tiên, giỏ hàng nó kệ, các bạn có thể ra for nhá, các bạn có thể for nè. For. Các bạn dùng for bình thường thôi, bạn nào quen thì dùng for x hay là dùng các thứ khác, cô các bạn dùng for bình thường cho nó dễ nè. Let y. Array của mình sẽ là giỏ hàng. Ok. Chấm len. Được chưa? Nếu mà giỏ hàng mà đang rỗng, thôi kệ nó đi, rỗng kệ nó. Đó. Rồi. Chấm len, nếu if nếu như cái giỏ hàng y, đúng không? Chấm gì ạ?
nó chưa có nhé các bạn. Chấm name bằng bằng với tên sản phẩm, đúng chưa? Thì nếu giỏ hàng name chấm y mà bằng thì tôi sẽ, thực ra tôi có cách khác là hay hơn nhưng mà thôi kệ nó đi. Giỏ hàng y chấm quân chi cộng cộng, đúng chưa? Đúng không? Ngược lại không có trùng, else, nếu như không trùng. Ok, nếu trùng thì tăng số lượng thôi, nếu không trùng thì tôi mới đưa cái này vào và tôi put tiếp vào giỏ hàng và add cả sản phẩm. Ctrl X, Ctrl V. Và con sơn lốc giỏ hàng tôi lốc ở ngoài. Giỏ hàng này tôi lốc ở ngoài thôi. Ctrl V, chạy nhá. Có thể lỗi đấy, thêm. À, rồi. Nó rỗng luôn. Khoan. Khoan từ từ. Đang rỗng. Khoan từ từ nha. Name 2 chấm tên, put sản phẩm. Ê, khoan nha. Thêm nè. Nó put đó, nó mà nó put rỗng. Thấy không các bạn? Nó put nhưng nó put một cái rỗng. Đúng không? Có put đấy, có sản phẩm này, thêm cái nữa nè. Ồ. Vậy là ở đây nó đang bị gì đây ạ? Giỏ hàng chấm len là không, tức là nó không có gì cả. Không có gì cả thì nó không vào for. Đúng không mấy đứa? Không vào for thì làm sao nó chui vào đây được, đúng không? Vậy thì các bạn check cho cô nè. Nếu giỏ hàng mà đang rỗng thì put nó cái đã. Tại vì đang rỗng thì làm chui vào đây được, đúng không? Bây giờ mình cho ta từ từ nha. Xử lý làm sao để khỏi rối nè. Đây. If giỏ hàng chấm len mà nhỏ bằng 0 thì cô bắt đầu tôi add cái đầu tiên. Đúng không? Add cái đầu tiên đã. Đúng không ạ? Sau else. Add card đã. Đúng không? Rồi, ok, thử nha. Thử nào. Thêm cái. Giờ hàng rỗng là được nha. Rồi à, tiếp nào. Thêm cái nữa. Là giờ hàng bằng 2 là đúng rồi nè. Đang chạy đúng nhá. Nó vào vòng là for rồi đó. Khi nãy là không vào vòng là for. Rồi bây giờ cô thêm một cái iPhone 9 nào. Thêm cái nào. Kệ nó, từ từ để coi nè. Add card. Khoan nha, từ từ. Tức là nó vẫn tăng lên 2. Cái dưới tất cả mọi thứ nó tăng lên 2. À, và nó vẫn thêm. Nó vẫn put. Rồi. Cô hiểu vì sao rồi. Nhìn nha. Không eo nữa. Eo thì đây là sai. Đúng không? Eo thì đây là sai. Đó. Thứ nhất L để đấy là sai đó. Rồi nếu nó bằng thì tăng cái quantity lên 1 và các bạn break luôn. Đúng không? Đúng không? Không khỏi cần làm gì hết. Xong break luôn. Đó. Trước tiên là có bao nhiêu sản phẩm không biết. Tôi thấy bằng cái là tôi tăng quantity lên 1 và tôi break luôn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu nó không bằng thì sao? Thì nó phải ra khỏi for. Đúng không? Rồi, cô sẽ phải làm một cái đánh dấu. Tại vì là cô phải đánh dấu. Nếu mà cô thấy trùng rồi thì cô sẽ không được add nữa. Vậy cô sẽ đánh dấu là if. Cô sẽ kiểm tra nếu.
Nếu như mà cái y này nè, cái này cô để là va đi ha, hoặc là cô làm cái đánh dấu cho tiện nè, tức là đánh dấu mà nó trùng á, hiểu không ạ? Tồn tại, đúng không? Đó, sẽ cô sẽ làm cái biến. Cái biến này là cái biến tồn tại ha. Tồn tại. Let's cái biến là tồn tại đi ha. Có tồn tại hay không? Ok, exist. Exist có tồn tại hay không? Cái này cô gán bằng cô giả sử là không tồn tại. Phải đánh dấu chứ, không đánh dấu ạ. False. Giả sử đầu tiên là không tồn tại, cô để false. Thì nếu như mà nó trùng rơi vào đây thì cô đổi nó thành thành true, chính xác. Cái exist cô đổi thành true. Có nghĩa là tôi tăng quân thi rồi. If cái exist này mà bằng false thì tôi mới làm gì đấy ạ? Tôi bắt đầu tôi mới add card. Đúng không? Ok chưa? Đồng ý không? Rồi, chạy thử nhá. Nhìn nào. Thêm cái. Úi, sao thêm? Nếu là không, tại vì dính cái thằng không này. Rồi ok, bỏ luôn cái thằng không này. Bỏ luôn cái thằng không này. Comment nhá. Đang bị dư đó. Rồi, vậy là mình sẽ biết được nó đang dư đúng không? Rồi ok, trả lại là thêm cái. Chuẩn chưa? Thêm cái dưới. Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ tôi thêm một cái iPhone nha. Thêm. Chuẩn chưa? Tăng số lượng cái đầu chưa? Ra rồi. Cái dưới chưa hiển thị thôi. Cái dưới chỉ là cái hiển thị thôi. Hiểu không? Cái dưới chỉ là cái hiển thị thôi. Thêm cái dưới nó tự động nó load lại. Nó phải load lại cái database. Load lại cái hình. Nhưng mà có phải là dữ liệu là đang hiển thị là hai đấy không? Đúng không? Vậy là nhìn lại code nè. Đấy, thế thôi. Đây. Cô đánh dấu cái này. Nếu mà chưa có gì cả thì tôi sẽ add card. Đúng không? Nếu mà có rồi thì không add card nữa mà tăng quantity lên 1 hết. Vậy là tôi xong một cái thao tác thứ hai. Biết thao tác gì không ạ? Cập nhật lại anh này. Nhấn thêm cái thì anh này được cập nhật lại. Hiểu ý không? Nghĩa là khi tôi thêm cái này á thì chỗ này các bạn phải đổi cái quantity nè của chính cái này thành cái số 2. Chính cái này bằng cái số 2. Chết rồi, giờ làm sao mà đổi? Làm sao mà đổi đây? Nó khó đúng không? Vấn đề là làm sao mà biết mà cái nó ở đâu mà đổi bây giờ? Đúng không? Tức là cũng có một cách. Tại vì các bạn đang tác động lên các thẻ trên HTML. Cho nên nó rất là phức tạp. Đúng không? Đấy, hay là hay chỗ đó. Rồi bây giờ các bạn phải đổi nó thành cái quantity. Đúng không ạ? Bây giờ nhá. Bây giờ mình không đụng đến cái card này nữa nha, không hề. Nhưng mà bây giờ sẽ có một cách để các bạn làm sao để phân biệt được. Phân biệt được. Đây. Các bạn phải phân biệt được nó ở dòng nào để mà tôi đổi chứ. Đúng không? Ở dòng nào mà đổi chứ? Rồi. Có cách như này. Các bạn sẽ thấy là cái tên của nó là khác nhau, giống như cái ID á. Giống như mã của bạn nó tên nó khác nhau. Bây giờ đánh dấu nè. Đánh dấu theo tên. Tôi bắt buộc phải tôi đánh dấu. Bởi vì là các bạn sẽ không biết ở đây là cái iPhone 9 nó đang ở cái dòng nào mà tôi tác động lên cái dòng đấy, không biết được. Đúng không? Vậy ở trong mỗi cái dòng đấy tôi phải thêm một cái ID. Đúng không ạ? Được không? Phải đánh dấu cái dòng đấy chứ. Đúng chưa? Rồi nhá, nhìn nào. Vậy là tôi insert row xong rồi. Xong cái row của cô phải chấm set attribute.
Set attribute. Cái ID nó chính là cái gì ạ? Cái origin name. Đó. Xem các bạn xem đúng không nha. Đây các bạn biết đúng hay không thì các bạn chỉ cần vào đây nè. Thêm. Các bạn thêm cái này. Đó. Kệ nó, đừng quan tâm, các bạn vào cái element này các bạn check. Các bạn vào element này các bạn check xem có đúng là nó đã đổi hay không. Mình là có table card phía dưới đúng không? ID card đúng không? Body cái dưới này. Có phải là có cái TR ID iPhone à? TR ID Samsung Star đúng không? Có chưa? Add ID vào chưa? Vậy là các cái dòng này mình phân biệt thông qua cái gì đây ạ? ID. Quá dễ. Rồi nhìn nhá. Thông biệt thông qua cái ID đấy. Rồi bây giờ nè, tôi biết được dòng nào rồi thì là tôi tác động vào quá dễ. Bây giờ biết được dòng nào thì tác động dễ. Rồi. Vậy là tôi sẽ lấy cái gì ạ? Nhìn nhá. Document query selector. Theo cái gì các bạn? À không thì get element by ID đi. Cho các bạn làm cho quen get element by ID. Tôi truyền đúng cái ID là tên sản phẩm vào đúng không? Đúng chưa? Rồi. Chấm. Có phải là tôi sẽ lấy con của nó không? Đúng không? Children. Rồi, chấm item thứ mấy ạ? Mình sẽ có mấy cột các bạn? Cột thứ nhất. Đấy, một con thứ nhất, 1 2 3 số lượng là mấy ạ? Cột thứ ba tức là item mấy ạ? Item 2. Chấm inner HTML gán bằng cái đúng cái thằng này này các bạn. Đúng không? Thử nha. Tôi biết nó là cái gì, chính xác là cái gì thì tôi sửa thôi. Trở lại nè. Thêm cái nữa. Ra số 2 chưa? Thêm cái nữa ra số 3 không? Rồi bây giờ tiền phải đổi nè. Thì cũng tương tự thôi. Con cái đấy là con thứ 2 thì tiền sẽ là con thứ 3. Đúng không? Rồi, có copy thôi các bạn. Tức là mình phải đánh dấu được nó, mà đã đánh dấu được rồi thì nó quá dễ. Rồi, cái này là con thứ 3. Sẽ bằng cái giỏ hàng quantity nhân với giỏ hàng gì á? Giá. Price, đúng không? Đấy, ủa sao cái này? Copy anh này. Cái này cô để là price. Rồi chạy nhá. Thêm nhảy tiền chưa? Thêm thoải mái thêm nó nhảy từ đồng nhảy. Dã man không? Hay không? Thì vấn đề là các bạn phải đánh dấu được nó. Vấn đề là các bạn phải đánh dấu được nó thì các bạn mới lấy được. Tôi phải biết nó là ai tôi mới lấy được. Thì đánh dấu bằng cách là các bạn phải phân biệt các dòng đấy với nhau. Đúng không? Rồi, chưa đâu, xóa nữa kìa, xóa thì cũng dễ. Nhưng mà khi xóa thì các bạn phải cập, tức là các bạn có cái tổng tiền nữa nhé. Tổng tiền thì làm gì đấy ạ? Các bạn khi các bạn tính toán thì từ cái này các bạn làm cái tổng, các bạn cộng lại, các bạn cập nhật xuống đây là rồi. Là được. Khi bạn xóa thì bạn lấy cái tổng trừ cái này là xong. Hiểu không ạ? Thì ở đây thì cái tổng nó cũng tương đối dễ. Là các bạn làm cái biến tổng riêng. Và tổng gán bằng 0. Và mỗi lần cập nhật thì các bạn cập nhật cái biến tổng này. Cái biến tổng nằm đâu ạ? Cái biến tổng nằm đây đúng không ạ? Ở span ID tổng nè. Thì các bạn sẽ gán bằng là đây,
Cập nhật thì phải cập nhật lại tổng nào. Tổng là document.getElementById. Đưa cái ID của mình là tổng đúng không? .in gán bằng tổng. Vậy thì mỗi lần cập nhật thì tổng này nó sẽ phải thay đổi thôi. Một là gì ạ? Tổng đây. Khi mà chưa có gì thì các bạn sẽ lấy là đây, look at mới nè. Look at mới nè. Thì tổng cộng bằng anh này. Đúng không? Đấy, cái thử nhá. Thêm 2007, thêm 4002. Đúng không ạ? Đó là add mới. Bây giờ add thêm cái nữa tổng không nhảy. Đúng không? Đó. Hết hồn trời. Alo. Ơi. Chờ tí nhá. Tí cô gọi lại. Rồi. À, nhưng mà lúc mà đó là add mới thì tổng nó sẽ thay đổi như vậy, nhưng mà bây giờ không làm vậy không hay lắm. Thực ra là tổng thì các bạn thêm cũng có thể viết một cái function khác, cũng có thể viết thêm này thì không hay lắm. Rồi các bạn có thể để cái nút thêm này nè, đúng không? Đúng chưa? Mình thay đổi cái tổng ở đây thôi. Nghĩa là giả sử cái này thì tổng nó sẽ bằng giá nhân số lượng, đúng không? Còn anh này thì nếu cập nhật cái thì tổng sẽ là nó thay đổi là cũng bằng giá cộng dồn vào cái này, đúng không? Ây, nhức đầu nhỉ? Khoan. For if. Thực ra thì thế này là khỏe nè. Bây giờ thực ra thế này là khỏe nè. Thực ra kệ nó, bây giờ mình không quan tâm. Mình viết một cái hàm riêng thôi, mình for cái giỏ hàng này, mình tính tổng là xong. Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Đây. Đây. Thôi, cái này tôi đưa tổng vào đây. Khỏe nè. Cái này khỏe lắm. Đây, bây giờ tôi viết là tính tổng đây, function tính tổng nhá. Function tính tổng, đúng không? Ok. Rồi. Gán bằng tổng đúng không? Vậy bây giờ cô sẽ có là for gì ạ? Cái gì ạ? Cái giỏ hàng chấm for x. For x nha, for x cho vui. Item. Cái này là cũng là for thôi. Tổng cộng bằng. Tổng nó sẽ cộng dồn nhá. Tổng nó sẽ cộng bằng là item chấm price nhân với item chấm gì ạ? Quantity là xong. Và mỗi lần các bạn làm gì đó thì các bạn thêm cái tổng này vào cho cô. Gọi cái hàm tổng này cho cô. Các bạn làm cái này các bạn cũng gọi cái tổng vào. Không, gọi ở ngay dưới này. Gọi cái hàm tổng vào là xong rồi. Chạy nhá. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa. Không vẫn sai. Số lớp của 12 nó có 54 mà. Sao mà lên được 43, 57.000 được. 8324. 3 32 là 6. Ý là cái số lượng ở bên cô, số lượng ở cô đúng rồi, là cái tổng bên đấy đúng rồi, cái tổng cuối cùng của cô là bị sai á. Cô đâu có làm gì đâu, cô từ từ nha. Cô chỉ lấy cái mỗi lần thêm thì cô sẽ cập nhật lại cái này một lần.
đúng không? Cô sẽ lấy theo cái giỏ hàng, đúng không? Cô sẽ lấy theo cái giỏ hàng này. Nhìn nào, thêm cái nè, 2007 đúng chưa? Thêm cái nè. Ồ, à, rồi 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 rồi. I understand. Bởi vì sao ạ? Cô đang để cái biến tổng là cái thằng ngủ này. À, vậy là cô sẽ để tổng ở đây các bạn nhá. Ừ, ok chưa? Rồi giờ hết rồi đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Ừ, khi nãy là cô để biến tổng cục, nó là một cục. Và nó cộng thêm cục nữa là hai cục. Toàn cục nó nguy hiểm lắm. Ổn chưa? Ok. Mỗi lần các bạn xóa, các bạn cũng gọi lại hàm tổng. Các bạn thêm, các bạn cũng gọi lại hàm tổng để nó cộng lại cái mã là xong. Ok, dừng lại đây nhá.